Clip người đàn ông miền Tây lái vỏ lãi bo cua cực gắt không thua gì tay đua công thức 1. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lái vỏ lãi khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ. Theo đoạn clip, người đàn ông ôm chiếc vỏ máy, phóng trên con kênh nhỏ rất chuyên nghiệp, đặc biệt là đến khúc cua. Bác tài công không giảm tốc độ mà vẫn giữ nguyên mà bo cua điêu luyện. Được biết, ngoài kỹ năng ôm cua, người dân sông nước còn có những kỹ thuật mượt mà nhưng vô cùng đỉnh cao với chiếc vỏ lãi của mình. Chẳng hạn như là vỏ lãi bay trên mặt nước, thậm chí là bay ngang qua đường lộ cũng là một trong những kỹ năng không phải ai cũng làm được. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ trước khả năng lái vỏ lãi của anh thanh niên này. Chắc hẳn anh có rất nhiều năm kinh nghiệm mới có thể sở hữu tay lái chuyên nghiệp như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.